Bạn, hôm nay tôi lại xong một lô sản phẩm có bạn đặt lấy gấp 4 kim tự tháp cho khách hàng của mình, nên là khách hàng là vì bình thường tôi cứ làm ra là hết, nên là bạn cần lấy gấp, cho nên là trong 2 ngày tôi cũng làm xong 4 cái kim tự tháp này, và bây giờ tôi cũng test xem là với cái sản phẩm mình làm gấp thì năng lượng đã đạt yêu cầu hay chưa. Thực ra như tôi có nói là với những người mà không có máy đo ấy, thì người ta sẽ không biết được tốt hay xấu, và người ta cứ nói là tốt hoặc cứ nói là xấu theo cảm hứng thôi. Còn khi mình có máy đo và mình cải tiến ấy, thì và sau nhiều lần cải tiến thì tôi cũng có thể tự tin được về những cái sản phẩm này. Tức là cái ngày nó có ngắn hơn thì cái năng lượng nó vẫn cao. Vì như tôi nói là trong cái quá trình làm mình đã biết cách truyền khí cũng như là khai quang để nó tăng được cái năng lượng. Này. Tôi đang định hướng dẫn làm phân biệt cái đá sapphire. Tôi lấy thử một cái đo cho các bạn xem nhé. Kim tự tháp. Được, nó chưa đưa lên là thấy nó hất rồi các bạn. Rất là mạnh nhé các bạn. Lấy thử chiều khác này. Cái mặt cái tấm năng lượng này. Nó vẫn quay nhiều vòng nhưng mà tốc độ ở cái mặt này, đúng không, cái mặt thì chữ tôi đã đo thử một cái và chắc những cái này cũng sẽ kỳ vọng mạnh như vậy. Thế ra bây giờ cái sản phẩm nào tôi làm thì nó cũng lên mắc Bovit hết các bạn. Trước đây thì mình do mới làm chưa đúc rút kinh nghiệm thì có cái thấp có cái cao, còn bây giờ thì rút kinh nghiệm rồi thì cái nào năng lượng nó cũng sẽ rất là mạnh. Tôi lấy ra và sẽ đo cả 4 cái thôi. Nhưng mà chắc chắn là mình tự tin năng lượng rất là cao. Đây, bỏ hẳn ra bên ngoài đo cho các bạn thấy là các bạn lại bảo nhiều cái nó cùng giống nhau thế, đúng không, cùng ở trên mặt bàn. Nói chung là khá mạnh thôi. Vẫn rất là mạnh, tôi cố tình là thay đổi cách làm. Như cái này các bạn thấy màu trắng ở bên trên có nghĩa là tôi bắt đầu từ ngũ hành kim, còn cái này là tôi bắt đầu từ ngũ hành thổ, nhưng mà xuống thì nó cũng giống nhau, nó đều rất là mạnh. Cái này cũng thế này, thay đổi cái cách làm thôi nhưng mà nó vẫn rất là mạnh. Thay đổi cách làm để thử xem như thế nào nhưng nó rất là mạnh các bạn. Cái này là cái đầu tiên cũng thế, rất là mạnh. Rất là mạnh các bạn. Đây là cái bộ kim tự tháp mini của khách hàng. Tôi còn đang làm thêm hai cái ấy, hôm nay cũng vừa xong vừa mới giật khuôn. Đây là dùng cái bộ di cung, cái bộ khuôn di cung. Có người có hai cái nhà cần điều vào đại không vong, mua hai cái biệt thự nhưng mà hai biệt thự đều vào đại không vong các bạn, đều cần phải hóa giải. Đây, cũng vừa mới xong.
rất là mạnh. Nếu khi các bạn hàng ngày các bạn đo làm và chúng ta cải tiến thì năng lượng sẽ rất là cao. Bây giờ nếu mà dùng thì cái nào cũng mắc COVID giống nhau. Đây cái bộ này cũng là rất là hoành tráng, bộ thượng thiên các bạn. Tôi làm cái bộ này là bộ cao cấp nhất và cũng nghĩ là không có khách hàng đặt vì nó bộ cao cấp. Bộ này tôi đổ mất gần một tháng trời mới xong vì nó rất nhiều, trong này toàn là đá quý và rất nhiều, mỗi lần chỉ đổ một lớp mỏng này nên nó lâu, rất là lâu công và kỳ công. Bộ này thì chắc là năng lượng rất là mạnh, có bao nhiêu đá quý là có trong này hết. Hóa giải tiểu không vong thì chúng ta có thể dùng cái bộ nhỏ nhỏ này. Đấy, những bộ nhỏ này thì dùng tiểu không vong hoặc là di cung cũng được với những cái nhà nhỏ hoặc là người ta không có điều kiện. Còn đây là bộ VIP với sân rộng, đất rộng. Bộ này thì có đặc biệt là tôi khắc phù chìm luôn này. Phù chìm ở trên này luôn. Đệ nhất thượng thiên. Ở đây có đồng xu của Đức Phật này. Có cả đồng xu Quang Trung Thông Bảo ở đây nữa. Đấy. Rất là mạnh thôi, rất là mạnh, năng lượng rất là mạnh. Đổ gần 30 ngày mới xong. Năng lượng mạnh lắm các bạn. Đây là tuyệt vời vì dùng cho cả một cái khu đất rộng lớn. Từ 1 hecta hay là vài chục hecta thì vẫn dùng cái bộ này được mà, vì năng lượng nó rất là cao. Đây là làm cho những tập đoàn lớn dùng đến cái này hoặc là biệt thự, gọi là nhà có điều kiện sẽ dùng cái bộ này. Cái này thì vừa làm vừa khai quang rồi nên không cần phải khai quang lại các bạn. Đây là người ta đặt hàng gấp nên là tôi phải gói và chuyển phát nhanh hỏa tốc cho người ta. Chắc là bạn có khách nào đặt cần hóa giải luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.